Năm 2021, tổ dân phố 3 được phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới chọn làm điểm trong thực hiện phong trào khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu. Nhờ sự đồng lòng của người dân, đến nay các tuyến đường giao thông trên địa bàn đều đã được bê tông hóa, trồng hoa, cây xanh, có hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh và được tổng vệ sinh sạch sẽ hàng tuần. Người dân cũng đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng vào ngày công lao động để chỉnh trang, nâng cấp các hạng mục, xây dựng mới nhà văn hóa của tổ dân phố. Hiện nay tổ dân phố 3 không còn hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Từ khi thực hiện mô hình đến nay thì bộ mặt khu dân cư là có những chuyển biến tích cực về các mặt, đặc biệt đời sống tinh thần của người dân là luôn là đảm bảo và ngày một có cuộc sống là vui tươi và lành mạnh và cuộc sống ngày càng được nâng lên. Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với xây dựng mô hình khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận các cấp phường Bắc Lý luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Mọi hoạt động đều được thực hiện trên cơ sở lấy dân làm chủ, trọng tâm hướng về cơ sở và khu dân cư. Nhờ đó, phong trào luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ, trong đó có sự ủng hộ của những người con quê hương đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc. Đến nay, phường Bắc Lý đã xây dựng 9 mô hình khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu. Trong năm 2024, phần đầu sẽ có thêm 5 mô hình như vậy. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và huy động mọi cái nguồn lực và nhất là cái nguồn lực to lớn từ nhân dân để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện hiệu thành công cái tiêu chí của mô hình khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu để góp phần xây dựng phường Bắc Lý đạt chuẩn văn minh đô thị. Không chỉ tại phường Bắc Lý mà qua 4 năm thực hiện, đến nay toàn thành phố Đồng Hới đã xây dựng được 72 mô hình, trong đó có 48 mô hình khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu. Qua đó, góp phần hình thành lối sống văn minh ở các khu dân cư, xây dựng bộ mặt đô thị trên địa bàn thành phố ngày càng sáng xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại. Thời gian tới thì Mặt trận thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ sở các địa phương tiếp tục xây dựng cái khu dân cư kiểu mẫu thực chất trên cơ sở đánh giá đúng cái thực trạng, lợi thế của từng xã phường, từng khu dân cư để xác định cụ thể các cái nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy cái tính năng động, sáng tạo của cộng đồng dân cư để cái mô hình đạt cái hiệu quả cao và coi đây là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài. Với sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong cộng đồng và đang được các cấp, các ngành tích cực nhân rộng, trong thời gian tới, thành phố Đồng Hới sẽ có thêm nhiều khu dân cư kiểu mẫu, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.